Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 2. Luyện viết đoạn trang 83. Đề bài: Viết 4-5 câu giới thiệu về đồ dùng học tập của em. Bài làm. Trong bộ sách giáo khoa của mình, em thích nhất là quyển sách tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Quyển sách dày hơn 100 trang nhưng khi cầm trên tay em cảm thấy rất nhẹ và vừa tay. Quyển sách được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Bìa sách có màu chủ đạo là màu vàng tươi pha lẫn màu xanh nên trông rất ấn tượng. Trên cùng là tên tác giả bộ sách và tiêu đề in đậm màu vàng, Tiếng Việt 2, tập 1. Hình ảnh bắt mắt nhất của bìa sách là hai bạn nhỏ đang ngồi đọc sách rất chăm chú. Sách có 19 bài được tổ chức theo từng chủ điểm. Với mỗi chủ điểm như vậy, em được đọc, viết nói và nghe, nhiều có cuốn sách này, em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích. Em sẽ cố gắng học tập tốt và giữ gìn quyển sách cẩn thận để sách luôn mới. Năm học mới sắp đến, mẹ đã mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập. Trong đó, em thích nhất là hộp bút chì màu. Vỏ hộp được làm bằng nhựa, hình chữ nhật, hộp bút chì to như bàn tay người lớn và có thể đóng mở như hai mảnh bìa của cuốn sách. Trên mặt hộp trang trí nhiều hình ngộ nghĩnh bắt mắt. Em mở hộp ra, trong hộp màu gồm có 48 cây bút chì màu nằm thẳng hàng trên giá đỡ. Mỗi màu như hình cây bút ngắn mập mạp lại được bọc bên ngoài bởi một lớp giấy bóng. Chúng đều đã được gọt sẵn. Hôm nào có môn mỹ thuật Em lại mang hộp bút chì màu đi. Hộp màu đã giúp em tô nên những gam màu tuyệt đẹp cho bức tranh của mình. Mỗi khi sử dụng xong, em sẽ để màu vào đúng vị trí trong hộp để tránh gãy hoặc mất màu. Các đoạn văn giới thiệu về đồ dùng học tập của em đến đây là hết rồi. Cô chào các con.